Xin chào mọi người, chào mừng đến với Kỳ Án Z. Như thường lệ, nếu như khán giả thấy nội dung hay hãy đăng ký kênh, cũng như like video để lại bình luận góc nhìn mọi người về vụ án. Trong chúng ta, từ những ngày còn bé hẳn là nhiều lần chứng kiến những đôi vợ chồng khác bất hòa, hay gần hơn là chính cha mẹ mình mặt nặng mày nhẹ với nhau vì những chuyện lông gà vào tỏi. Những cặp vợ chồng đó, có người sẽ vì đối phương, vì tình yêu và con cái mà chấp nhận gạt bỏ cái tôi. Cũng có người vì vài phút nóng giận tự tay kết thúc hôn nhân của mình. Trong cuộc sống hôn nhân bình thường, khao khát tìm kiếm cảm giác được yêu thương, chiều chuộng và sự kích thích trong cảm giác mới lạ chẳng còn là điều xa lạ. Tuy nhiên, sau những cảm giác kích thích hoặc mới lạ đó, điều họ phải đối mặt thường là những hậu quả tồi tệ hơn, giống như câu nói mà nhiều người hâm mộ thường để lại, từ xưa đến nay, ngoại tình thường dẫn đến chết người. Và câu chuyện ngày hôm nay không nằm trong ngoại lệ. Năm 2007, tại Hồng Kông đã xảy ra một vụ án gây chấn động liên quan đến một chiếc vali và một nạn nhân bị giấu trong ống cống. Câu chuyện xoay quanh một bác sĩ trung y và một nữ chuyên gia làm đẹp, cả hai đều có gia đình riêng và sự nghiệp thành đạt. Tuy nhiên, một lần gặp gỡ tình cờ đã thay đổi hoàn toàn số phận của họ. Điều đặc biệt nhất ở vụ án này là chủ mưu lại thoát khỏi tầm tay cảnh sát và đến nay vẫn bị truy nã. Hôm nay, chúng ta sẽ nói về vụ án này xảy ra tại bán đảo Stanley, thuộc khu vực phía Nam đảo Hồng Kông, vào khoảng 7 giờ tối ngày 28 tháng 6 năm 2007. Một phụ nữ trẻ đang dắt chú chó nhỏ đi dạo và khi đi đến gần một ống cống Chú chó của cô bất ngờ có những biểu hiện kỳ lạ. Nó sủa không ngừng về phía ống cống. Ống cống này chủ yếu được sử dụng để thoát nước hoặc lọc tạp chất. Khi lại gần, cô ấy người thấy một mùi hôi khó chịu. Ban đầu cô chỉ nghĩ đơn giản nó là mùi hôi của rác, nên kéo chú chó của mình đi. Nhưng kéo mãi không được. Nghi ngờ bên trong ống cống có gì đó, cô bật đèn flash để nhìn rõ và phát hiện ra ở đáy ống cống có một chiếc vali màu đen. Cô lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn và vội vàng báo cảnh sát. Khi cảnh sát đến hiện trường và mời chiếc vali họ phát hiện bên trong là những phần thi thể của một phụ nữ đã bị phân hủy nghiêm trọng. Đầu nạn nhân bị trùng kín bằng một chiếc túi và cổ bị cuốn dây điện. Cảnh sát ngay lập tức phong tỏa hiện trường và tiến hành điều tra. Do thi thể đã phân hủy quá mức, không thể nhận dạng thông qua khuôn mặt, cảnh sát buộc phải sử dụng xét nghiệm ADN và thông tin nhà khoa để xác định danh tính. Nạn nhân là Diệp Tú Phân, 56 tuổi, một chuyên gia làm đẹp và là chủ một thẩm mỹ viện ở khu vực Aberdeen, Hồng Kông. 6 ngày trước, chồng cũ của bà đã báo cáo mất tích và bà đã được tìm thấy ở đáy ông cống. Để điều tra thêm, cảnh sát đã tìm đến chồng cũ của nạn nhân và thông báo tin giữ cho ông. Chồng cũ Diệp Tú phân tên là Âu Nhược Tinh, 57 tuổi, là một nhà nghiên cứu có tiếng trong giới khoa học. Âu Nhược Tinh được bạn bè giới thiệu và gặp gỡ Diệp Tú Phân khi cô mới 22 tuổi. Qua nhiều lần hẹn riêng và trò chuyện, Âu Nhược Tinh đánh giá Diệp Tú Phân là cô gái tốt, rất phù hợp với mình. Chưa đến một năm sau, cả hai quyết định đi tới hôn nhân và có chung một người con trai hơn một năm trước Diệp Tú Phân và Âu Nhược Tinh ly hôn lần hai, lý do chưa được tiết lộ ra bên ngoài. Âu Nhược Tinh cho biết mặc dù họ đã ly hôn, nhưng hiện tại vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết. Ông kể rằng vào ngày 22 tháng 6, tức là 6 ngày trước, ông đã có hẹn gặp bà ấy, nhưng không thể liên lạc được và bà ấy đã không đến như đã hẹn. Ông cùng con trai đến thẩm mỹ viện tìm kiếm, nhưng không có kết quả. Khi hỏi bạn bè, không ai biết tung tích của bà. Điều này khiến ông lo lắng và quyết định báo cáo bà mất tích. Cảnh sát sau đó kiểm tra các camera giám sát tại tòa nhà nơi thẩm mỹ viện của Diệp Tú Phân tọa lạc. Theo ghi nhận từ camera, vào buổi tối ngày 21 tháng 6, Diệp Tú Phân đã vào thẩm mỹ viện một mình và không bao giờ rời khỏi tòa nhà. Vào khoảng 30 phút sau, camera ghi lại hình ảnh một người đàn ông bước vào, sau đó có một người phụ nữ và một người đàn ông kháng nghi khác cùng bước vào thẩm mỹ viện. Khoảng 30 phút sau, ba người cùng rời khỏi thẩm mỹ viện với chiếc vali. Camera bên ngoài ghi nhận người phụ nữ đã lái xe đỗ trước cổng tòa nhà sau khi đặt vali lên xe thì rời khỏi đó. Thông qua biển số xe, cảnh sát đã tìm được chứng cứ xác nhận rằng ba người này đã đi đến một căn nhà riêng, vài tiếng sau đã lái xe đến khu vực gần ông công Stanley vào ngày hôm đó. Kể từ khi thi thể của Diệp Tú phân được tìm thấy, camera giám sát không ghi nhận bất kỳ hình ảnh nào cho thấy bà rời khỏi tòa nhà, dẫn đến suy đoán rằng ba nghi phạm đã giết bà, đặt thi thể vào vali và sử dụng xe để đưa đến khu vực Stanley để vứt xác. Cảnh sát tiếp tục điều tra và phát hiện rằng người phụ nữ khả nghi trong camera chính là bạn thân của Diệp Tú Phân, viên Diệu Phi, 56 tuổi. Cảnh sát đã bắt giữ bà cùng một nghi phạm nam, Hoàng Tương Vinh, 32 tuổi. Trong quá trình thẩm vấn, họ khai nhận rằng vụ việc có liên quan đến một người đàn ông tên Đoàn Giang Cường, người mà cả ba đều có mối quan hệ phức tạp. Để hiểu rõ mối quan hệ lang nhăng, rắc rối của nạn nhân và các nghi phạm, phải bắt đầu câu chuyện từ những năm 1970. Được biết đoàn Giang Cường sinh trưởng trong gia đình nghèo và lạc hậu tại vùng quê xa xôi. Từ nhỏ, Đoàn Giang Cường đã nuôi ước mơ thay đổi số phận, bắt đầu từ những năm 1970, ông ta quyết định dư sang Hồng Kông, nhưng vì không làm được thủ tục, Đoàn Giang Cường đã liều lĩnh di cư bất hợp pháp đến Hồng Kông. Những ngày đầu ở nơi đất khách quê người là quãng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời ông. Đoàn Giang Cường không thể tìm công việc tốt nào do thân phận dân nhập cư trái phép. Ông ta chỉ có thể xin vào những công việc chân tay không được chú ý tới như bốc vác, công trường. Từ công việc vất vả và mức lương không đủ sống, nhưng Đoàn Giang Cường không hề nản trí Ông ta chăm chỉ hơn, hàng ngày đều làm đến rạng sáng mới về. Cuối cùng, mọi cố gắng của ông ta đã được đền đáp. Năm 1975, đoàn Giang Cường gặp được vợ mình trên phố, khi ấy cô bị cướp mất túi sách. Chính ông là người không hại nguy hiểm giúp người lạ mặt giành lại đồ đã mất. Cảm động trước hành động dũng cảm và tấm chân tình của đoàn Giang Cường, cô đã chủ động xin phương thức liên lạc với ông ta. Từ đó về sau, hai người thường xuyên liên lạc với nhau, tình cảm càng lúc càng mặn nồng. Chỉ sau hai năm, đoàn Giang Cường lập gia đình với cô giáo dạy làm bánh ngọt. Sau khi kết hôn, cô mở một lớp dạy thêm và một cửa hàng bánh kem. Nhờ vào tài nghề, công việc buôn bán và dạy học khá tốt, mang lại cho cô số tiền lớn. Sau đó, vì không muốn chồng vất vả, cô bỏ tiền để ông tiếp tục việc học còn đang dang dở. Có được cơ hội tốt, bảo rằng thấy nghiêm túc học tập, trở thành một bác sĩ trung y và mở phòng khám riêng nhờ sự giúp đỡ tài chính từ vợ. Tuy nhiên, mọi thứ dần trở nên tồi tệ khi ông bắt đầu quen được với Diệp Tú Phân. Sự xuất hiện của bà ta đã đảo lộn cuộc sống của ông lên và sự căng thẳng tiếp tục leo thang khi mối quan hệ của ông với Diệp Tú Phân trở nên nghiêm trọng diệp tú phân một chuyên gia làm đẹp đã gặp gỡ đoàn giang cường vào thời điểm bà chưa ly hôn chồng vì tính chất công việc bận rộn chồng bà thường hay vắng nhà lâu dần diệp tú phân quen với sự vắng mặt của chồng một mình càng đáng tất thảy mọi chuyện lớn bé từ công việc đến gia đình nhờ có sự hậu thuẫn từ vợ mà chồng bà an tâm làm việc gặt hái được nhiều thành công song song đó lại xa cách với gia đình khiến người vợ cô đơn lạnh lẽo hàng ngày ngoài đưa con đến trường diệp tú phân thường đưa con đến lớp học kèm buổi tối vào ba ngày thứ hai ba từ mỗi tuần vài lần kết thúc công việc sớm diệp tú phân đến lớp chơi con trai tan học nhờ thế mà cô quen biết một phụ huynh cũng chơi con tan học như mình người kia tự giới thiệu mình là đoàn giang cường một bác sĩ trung y nhờ vài lần đến sau đó diệp tú phân có duyên gặp được bạn mới cả hai nhanh chóng trở nên thân thiết vào mỗi tối đều cố ý đến sớm để có nhiều thời gian trò chuyện cùng đối phương họ nhanh chóng phát triển mối quan hệ tình cảm do có nhiều điểm chung về kinh doanh và gia đình sau hai tháng làm bạn diệp tú Phần đã rung động với đoàn giang cường từ khi nhận ra tình cảm của mình, bà không những không che giấu mà trái lại đã nhiều lần thổ lộ với đoàn Giang Cường. Chồng bà Âu Nhược Tinh thường không về nhà, mỗi năm số ngày ông có mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì thế nên Diệp Tú Phân có chồng như chẳng có. Điều này khiến bà rất tủi thân. Diệp Tú Phân từng nhiều lần nghĩ tới chuyện ly hôn, nhưng lại lo bản thân không thể một mình đảm đương về mặt tài chính cho con, nên bà đã gạt bỏ chuyện ly hôn sang một bên. Cho tới khi gặp đoàn Giang Cường, ông đã giúp cuộc sống nhàm chán của bà trở nên vui tươi đầy sắc màu hơn diệp tú phân muốn ở bên cạnh người như đoàn giang cường những lần đầu tiên được thổ lộ tình cảm đoàn giang cường đã rất bối rối thậm chí từng có vài lần tránh mặt diệp tú phân đứng trước sự theo đuổi nồng nhiệt của bà ý chí kiên định ban đầu của đoàn giang cường dần tiêu hao biến mất ông nghĩ chỉ cần mình cẩn thận sẽ không ai phát hiện ra chuyện này hai người nhanh chóng xác định mối quan hệ tình cảm ba ngày trong tuần viện lý do đưa và đón con diệp tú phân và đoàn giang cường đã hẹn gặp nhau vào lúc ấy địa điểm hẹn của họ đã phần là phòng khách sạn vì đã cô đơn nhiều năm Diệp Tú phân rất khao khát chuyện đó, mỗi lần gặp mặt sẽ chủ động đề nghị làm chuyện ấy, Đoàn Giang Cường đều vui vẻ đồng ý. Sau khi xong việc, cả hai sẽ giả vờ không quen biết nhau. Thời gian càng về sau, Diệp Tú phân càng trở nên táo bạo hơn, lợi dụng việc chồng thường xuyên không có nhà, bà ta đã đưa Đoàn Giang Cường về nhà của mình, ôm ấp nhau trong phòng ngủ cả buổi tối. Chuyện sống này tình cờ được con trai của bà là Âu Tinh Vũ phát hiện, cậu con trai tỏ ra tức giận với hành động mẹ làm và yêu cầu bà lập tức cắt đứt quan hệ với Đoàn Giang Cường bằng không sẽ báo chuyện này cho Âu Nhược Tình Từ trước, Diệp Tú Phân đã có ý định ly hôn. Sau khi gặp được đoàn Giang Cường, bà càng thêm chắc chắn với quyết định đó. Cho nên, lời đe dọa của con trai không chỉ không khiến bà ta sợ, mà còn tạo ra cơ hội để bà ta hiện thực hóa ham muốn. Diệp Tú Phân không muốn tiếp tục che giấu mối quan hệ của họ nữa, mà thay vào đó bà ta đề nghị đoàn Giang Cường hãy ly hôn vợ và sống cùng mình. Đoàn Giang Cường đã khá lung túng khi nghe đề nghị của Diệp Tú Phân, nhưng sau khi về suy nghĩ lại, tình cảm vợ chồng ông đã không còn như lúc đầu cả hai vì công việc riêng mình mà hầu như chẳng còn dành thời gian cho nhau tình cảnh rất giống vợ chồng diệp tú phân thay vì cứ mãi sống buồn tẻ như vậy đoàn giang cường muốn thử một lần sống trong tình yêu qua nhiều ngày đắn đo no, suy nghĩ cuối cùng diệp tú phân và đoàn giang cường lần lượt thẳng thắn đề nghị ly hôn với vợ và chồng của mình để đến với nhau trùng hợp thay vợ và chồng của hai người họ đã đồng ý ly hôn mà chẳng hề đòi hỏi bất cứ điều gì sau khi ly hôn diệp tú phân và đoàn giang cường sống cùng nhau ngoài điều hành một thẩm mỹ viện và phòng khám trung y họ còn cùng nhau đầu tư vào kinh doanh cuộc sống sau hôn nhân của bọn họ khá tốt đoàn giang cường không chỉ yêu thương mà còn chăm sóc đối phương rất chú đáo ông thường xuyên đưa bà ra ngoài tham gia các buổi tiệc tùng với bạn bè điều mà đoàn giang cường trước nay chưa từng làm với vợ cũ diệp tú phân nhận được tình yêu và cuộc sống như bà ta mong muốn bà từng nhiều lần đề nghị đăng ký kết hôn nhưng đoàn giang cường đã từ chối điều đó ông giải thích rằng cả hai đều là người đã đổ vỡ trong hôn nhân ý nghĩa thật sự của hôn nhân là gì chính họ là người hiểu rõ nhất vậy nên Đăng ký kết hôn chỉ là hình thức, cái quan trọng vẫn tình yêu họ dành cho nhau. Diệp Tú phân cảm thấy những lời Đoàn Giang Cường nói có lý, vì thế từ đấy về sau không còn nhắc đến chuyện kết hôn nữa. Bọn họ sống cùng nhau hai năm, hạnh phúc đó nhanh chóng biến mất vì sự xuất hiện của một người. Vào sinh nhật 54 tuổi của Đoàn Giang Cường, Diệp Tú phân đã nhờ bạn thân mình là Viên Diệu Phi sang nhà giúp đỡ nấu ăn và trang trí. Viên Diệu Phi liền đồng ý, tất bật cả buổi chiều để trang trí buổi tiệc sinh nhật lãng mạn. Sau khi xong việc, Viên Diệu Phi xách túi ra về ở trước cổng bà ta tình cờ đụng mặt đoàn giang cường vừa đi làm về mặt đối mặt ngay khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy nhau họ đã bị đối phương thu hút lúc bấy giờ diệp tú phân vẫn chưa nhận ra sự khác thường vui vẻ giới thiệu bạn mình cho đoàn giang cường kể từ giây phút ấy con tàu vận mệnh đã bắt đầu trực đường dây sau tiệc sinh nhật lãng mạn đầy nồng cháy đoàn giang cường thường nhắc đến viên rượu phi bảo bà mời bạn về nhà dùng cơm diệp tú phân chỉ nghĩ đơn giản đoàn giang cường muốn cảm ơn viên diệp phi chuyện giúp bà trang trí tiệc sinh nhật vì vậy diệp tú Phần đã hẹn bạn thân sang nhà dùng cơm hai ngày sau viên diệu phi mang theo hai túi trái cây sang nhà diệp tú phân lúc ấy đoàn giang cường đang nấu ăn trong bếp diệp tú phân dẫn bạn thân ra phòng khách tán gẫu cùng bà ta sau buổi cơm tối diệp tú phân cảm thấy buồn ngủ nên lên phòng nghỉ ngơi khi này dưới phòng khách chỉ còn đoàn giang cường và viên diệu phi đoàn giang cường bắt đầu tiếp cận viên diệu phi bằng những lời dụ dỗ ngọt ngào viên diệu phi tỏ ra e ngại và lo lắng rằng diệp tú phân sẽ tỉnh giấc giữa chừng nhưng đoàn giang cường đã chuẩn bị từ sớm ông ta bỏ thuốc ngủ vào cốc nước diệp tú phân để mình có không gian thoải mái ở cùng với viên diệu phi sau khi biết được chuyện đoàn giang cường làm viên diệu phi hoàng hốt hỏi ông ta vì sao lại làm vậy đoàn giang cường trả lời rằng vì mình yêu bà ngay từ lần đầu gặp mặt ông ta đã có tình cảm với bà thích thú với việc được tỏ tình bất ngờ thế viên diệu phi đồng ý yêu đương cùng đoàn giang cường bất chấp việc làm này có thể khiến diệp tú phân đau lòng hay hậu quả phía sau đó là gì cả hai thường nhân lúc diệp tú phân không ở nhà mà qua lại với nhau nhưng tưởng mối quan hệ sau lưng của họ sẽ mãi không bị phát hiện, thì vào một buổi trưa của hai tháng sau, Diệp Tú Phân bất ngờ về nhà vì lấy vài món đồ. Nhìn thấy đôi giày cao gót nữ quen thuộc, Diệp Tú Phân còn ngây thơ nghĩ viên Diệu phi đến tìm mình. Nhưng bà ta tìm khắp tầng một mà chẳng thấy ai ở đó, trực giác mách bảo có gì đó không đúng. Diệp Tú Phân lên phòng ngủ và bắt gặp cảnh viên rượu phi và đoàn giang cường quân lấy nhau trên giường. Cùng lúc bị bạn thân và người yêu phản bội, Diệp Tú Phân không thể bình tĩnh được. Bà ta nhào tới đánh đấm đoàn giang cường dữ dội. Diệp Tú phân gào lên, giọng nói uất ức, phẫn nộ, đau đớn xé lòng. Tại sao anh lại phản bội tôi? Đã thế đó còn là bạn thân của tôi. Tại sao chứ? Đoàn Giang Cường bị đánh đến mức đầu óc quay cuồng. Ông đẩy Diệp Tú phân ra, trừng mắt cảnh cáo bà ta. Vốn Đoàn Giang Cường chỉ muốn tiếp xúc thể xác đơn giản với viên rượu phi mà thôi. Nào ngờ Diệp Tú phân phản ứng thái quá, thậm chí ra tay tác động lên người ông. Điều này khiến Đoàn Giang Cường khó chịu và không thích Diệp Tú phân bên cạnh mình nữa ông ta đã tát vào mặt diệp tú phân và yêu cầu chia tay diệp tú phân không ngờ mình có ngày như vậy bà ta tuyên bố chia tay và không bao giờ muốn nhìn thấy đoàn giang cường và viên diệp phi lấy lần nào sau khi dọn đồ ra khỏi nhà diệp tú phân không còn nơi để đi bà ta thuê một căn phòng trọ nhỏ để ở tạm buổi sáng vẫn đi làm như bình thường bắn đi một thời gian con trai diệp tú phân đến tìm mẹ và tình cờ phát hiện mẹ đang sống trong căn phòng nhỏ chật hẹp âu tình vũ đau lòng và đề nghị bà cùng mình trở về nhà nhưng diệp tú phân không còn mặt mũi nào trở về nên bà đã từ chối âu tình vũ đã nhiều lần đến thăm diệp tú phân và lần nào cũng yêu cầu bà về nhà với mình và diệp tú phân đều từ chối bà là người có lòng tự trọng cao ngoại tình và ly hôn đi theo người đàn ông khác bây giờ bị người ta phản bội không còn nhà để về bà nào còn mặt mũi về quay lại căn nhà đó lần nào thầy không thể thuyết phục diệp tú phân âu tình vũ cũng không nhắc đến việc này nữa thay vào đó anh đã nhờ cha mình là âu nhược tình ra mặt thuyết phục bà Nguyên nhân Âu Tình Vũ quyết tâm muốn đưa Diệp Tú Phân về nhà là vì anh đã có bạn gái, cả hai rất yêu thương nhau và có ý định tiến đến hôn nhân. Gia đình cô gái kia rất có máu mặt trong giới kinh doanh tại Hồng Kông, là gia đình gia giáo, mẫu mực, họ sẽ không chấp nhận cuộc hôn nhân này nếu biết mẹ anh là người phụ nữ ngoại tình, vì để được ở bên cô ấy, Âu Tình Vũ muốn bà quay về sống cùng. Ban đầu, Âu Nhược Tình không đồng ý việc làm này, nhưng vì Âu Tình Vũ luôn làm phiền ông, nên ông chỉ có thể gượng ép đến tìm và thuyết phục Diệp Tú Phân trở về. Kiều Lâm chồng là người rộng lượng, không chấp nhận lỗi sai của mình và đồng ý để bà làm lại từ đầu diệp tú phân đã cảm động rơi nước mắt bà liền đồng ý cùng âu nhược tình về nhà bỏ qua tất cả làm lại từ đầu sau khi quay về diệp tú phân trở thành người phụ nữ của gia đình tuy âu nhược tình vẫn không hay có mặt ở nhà nhưng lần này bà không còn oán trách ông mà thay vào đó là đau lòng vì ông làm việc quá sức mà không nghỉ ngơi mỗi khi tan làm diệp tú phân sẽ đến siêu thị mua nguyên liệu về nấu ăn dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ chờ con trai và chồng quay về vậy nhưng mỗi ngày bà hầu như không đợi được họ kết thúc giờ làm âu Tình vũ sẽ đưa bạn gái ra ngoài đi dạo ở bên cạnh cô ấy cả buổi tối mới trở về nhà vì vậy nên diệp tú phân luôn sống một mình trong căn nhà rộng lớn dù rất buồn nhưng bà không dám phàn nàn lấy nửa lời vì mình là người phạm sai trước bà không có tư cách than phiền ai cả không lâu sau đó gia đình âu Tình vũ và gia đình cô gái kia gặp mặt buổi hẹn diễn ra khá suôn sẻ và diệp tú phân là người rất biết cách tạo mối quan hệ trước khi đến đây bà ta đã tìm hiểu gì đình cô gái kia và tránh né những điều gia đình họ không thích nhờ có bà mà người nhà họ đồng ý tính đến chuyện hôn sự chờ sau khi hai con tốt nghiệp sẽ tổ chức lễ cưới linh đình nỗi lo trong lòng mấy lâu nay được diệp tú phân giải quyết âu tinh vũ vui mừng liên tiếp nhiều ngày anh cùng diệp tú phân ăn tối thay lời cảm ơn còn diệp tú phân đã nghĩ rằng chỉ cần bà ta cố gắng vì gia đình sớm muộn gì người nhà sẽ thật lòng tha thứ cho mình tuy nhiên cuộc sống thoải mái của bà ta không kéo dài được bao lâu sau tháng sau khi chia tay đoàn giang cường ông ta đã đến tìm bà và cầu xin được tha thứ thứ nhưng diệp tú phân đã không đồng ý bà chỉ muốn lo cho gia đình của mình, huống hồ con trai sắp kết hôn, bà không muốn làm gì ảnh hưởng đến con trai mình. Mặc dù Diệp Tú Phân đã nhiều lần từ chối ông ta, Đoàn Giang Cường vẫn chưa chịu từ bỏ. Ông không chỉ đến thẩm mỹ viện của Diệp Tú Phân tìm bà, mà còn ở trước nhà hô to tên Diệp Tú Phân đến khi nào bà đồng ý ra ngoài gặp ông thì thôi. Những lần đầu tiên, Diệp Tú Phân dự định phớt lờ đến khi Đoàn Giang Cường biết khó mà lui, nhưng lần này ông ta khá lớn gan, đến thẳng nhà tìm mình vì sợ sẽ bị con trai phát hiện và hiểu lầm mình còn liên lạc với Đoàn Giang Cường. Diệp Tú phân đành phải ra ngoài gặp ông ta, chấm dứt mọi chuyện. Đoàn Giang Cường cầu xin sự tha thứ từ bà. Sau khi Diệp Tú phân rời khỏi không bao lâu, ông ta mới nhận ra chính bà là người phù hợp với mình. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, Đoàn Giang Cường đã nhiều lần lớn tiếng âm ý với Viên Diệu Phi. Kết quả chia tay sau 4 tháng, Đoàn Giang Cường tự nhận sai và hứa sẽ bù đắp cho Diệp Tú phân, nhưng bà không đồng ý. Mặc dù đã chia tay, nhưng công việc làm ăn chung của giữa Diệp Tú phân và Đoàn Giang Cường vẫn tiếp tục. Từ sau khi bà ta rời đi, không còn ai giúp ông ta quản lý công việc khiến doanh thu lao dốc không phanh. Hết cách, đoàn Giang Cường chỉ có thể đến tìm Diệp Tú Phân, hàn gắn với bà ta. Việc Diệp Tú Phân không chịu tha thứ cho đoàn Giang Cường làm ông ta cảm thấy ghen tức và oán hận Diệp Tú Phân vì bà tuyệt tình và không còn giúp ông trong việc quản lý các dự án kinh doanh. Vì doanh thu và lợi ích của bản thân, đoàn Giang Cường không mang tới mặt mũi là nhiều lần đến cầu xin Diệp Tú Phân. Thời gian đầu tiên, Diệp Tú Phân tỏ ra khá cứng rắn, nhưng bà ta vốn dĩ là người dễ mềm lòng chưa qua bao lâu đã động lòng với đoàn giang cường lần thứ hai diệp tú phân đồng ý tha thứ cho ông ta lần này bà không tùy tiện phá vỡ chút cảm tình còn sót lại với con trai vì âu tinh vũ không thường ở nhà diệp tú phân lấy lý do công việc bận rộn ở lại thẩm mỹ viện âu tinh vũ không nghi ngờ gì quả nhiên như lời đoàn giang cường nói ông ta đã cắt đứt quan hệ với viên diệu phi thứ hai tuần trước diệp tú phân tình cờ nhìn thấy viên diệu phi đi cùng chàng trai trẻ nhìn thoáng qua hai người khá thân thiết đó có thể là người đàn ông mới của viên diệu phi vì vẫn còn nhớ đến việc cướp người yêu diệp tú phân vờ như không quen biết viên diệu phi lướt qua người bà lúc bấy giờ viên diệu phi đã nhìn thấy bà ta từ trước cũng như diệp tú phân bà ta cũng chẳng mấy vui vẻ khi nhìn thấy người phụ nữ đó không ai biết được trước khi quay lại với diệp tú phân đoàn giang cường và bà ta đã âm ý với nhau nhiều ngày cuối cùng đoàn giang cường vì để quay lại với diệp tú phân mà bỏ rơi bà ta viên diệu phi cho rằng nếu không phải do diệp tú phân đoàn giang cường sẽ không bỏ rơi mình tức giận và oán hận trong lòng viên diệu phi đều đổ dồn lên người diệp tú phân bà ta không chỉ muốn cắt đứt quan hệ với diệp tú phân còn muốn trả thù con người đó viên diệu phi đã có kế hoạch trả thù diệp tú phân từ khi vừa mới chia tay đoàn giang cường và kế hoạch của bà ta chính là vào ngày 17 tháng 6 năm 2007, viên diệu phi đến thâm quyến và tìm hoàng tương vinh năm nay 32 tuổi hoàng tương vinh là họ hàng xa của viên diệu phi trước kia khi còn mặn nồng với đoàn giang cường bà từng lấy tiền ông ta cho hoàng tương vinh mượn số tiền 40 triệu đồng hoàng tương vinh nghĩ rằng viên diệu phi tới để đòi tiền hắn ta bèn viện cớ xin bà cho thêm chút thời gian nhưng viên diệu phi đã giải thích với hoàng tương vinh lý do thật sự để bà đến đây là muốn tìm một người giúp mình giải quyết diệp tú phân à đàn bà đã cướp người đàn ông của bà ta đi hoàng tương vinh nghe đến làm chuyện phạm pháp liền lắc đầu từ chối tuy hắn ta là tay ăn chơi cơ bạc gai gú khét tiếng ở thâm quyến nhưng lại rất nhát gan hắn không có đủ dũng cảm để làm ra loại chuyện tài trời này ngay khoảnh khắc hoàng tương vinh xoay người bỏ đi viên diệu phi đã hứa chỉ cần hắn giúp mình hoàn thành chuyện này, số tiền nợ xem như xí xóa, ngoài ra còn cho hắn thêm 50 triệu bò túi riêng. Hoàng Tương Vinh nghe đến xóa nợ và có tiền thưởng thì hai mắt sáng trưng, nỗi sợ ban này biến mất. Hắn ta đồng ý giúp, nhưng với điều kiện phải chuyển trước 50% tiền thưởng cho hắn. Và Viên Diệu Phi đã đồng ý. Sau một hồi bàn luận, sáng sớm ngày hôm sau, hai người lên xe đến Hồng Kông cùng với một vali chứa chất gây mê. Ngày 19 tháng 6 năm 2007, hồi chung kết thúc cho mối quan hệ sai trái giữa Diệp Tú Phân và Đoàn Giang Cường vang lên. Được biết, trước đó cả hai làm ăn chung, doanh thu mỗi tháng đều ở mức ổn. Nhờ thế mà cuộc sống của hai người được xem là dư dả. Thời gian gần đây, đặc biệt là sau khi Diệp Tú Phân và đoàn Giang Cường làm lành, việc làm ăn giữa họ không được suôn sẻ như trước. Rất nhiều đơn hàng lớn đều gặp trục trặc, không bị khách phàn nàn về chất lượng thì trên đường vận chuyện gặp chuyện không hay. Cứ như vậy kéo dài hơn một tháng, mâu thuẫn giữa họ đã nổ ra. Đoàn Giang Cường trách cứ Diệp Tú Phân không chú tâm vào việc làm ăn, khiến các đơn hàng gửi đi đều bị trả về chắc bà không có năng lực quản lý còn về diệp tú phân khi nghe được những lời nói đó của đoàn giang cường thì vô cùng phẫn nộ bởi bà đã rất cố gắng trong công việc một lúc vừa quản lý thẩm mỹ viện của riêng mình vừa phải quản xuyến việc làm ăn chung của cả hai ấy vậy mà đoàn giang cường chưa một lần hỏi xem bà cảm thấy thế nào càng chưa từng phụ giúp lấy một lần mỗi người một lý lẽ chẳng ai chịu nhường ai vì quá khác biệt trong suy nghĩ đoàn giang cường chủ động nói chia tay lần này diệp tú phân không như trước kia khóc lóc cầu xin bà rất khoát đồng ý rời khỏi nhà đoàn giang cường không một chút nghĩ suy nhìn theo bóng lưng diệp tú phân dần khuất xa đoàn giang cường ngỡ ngàng vì mọi chuyện không nằm trong dự tính của mình sau khi diệp tú phân đi rồi đoàn giang cường chỉ còn nguồn thu nhập từ phòng khám trung y vốn đã quen với cuộc sống tiêu xài thoải mái trước kia nên khi không còn nguồn tài chính khác đoàn giang cường khó khăn trong việc chi tiêu mặc dù nói đó là công việc kinh doanh chung của cả hai nhưng hơn một năm kể từ khi bắt tay vào làm đến nay tất cả đều do một tay diệp tú phân làm ông ta chỉ cần chờ đến cuối tháng nhận tiền lời mà thôi Hôm nay chia tay Diệp Tú Phân, đoàn Giang Cường cũng không thể giành lấy việc làm ăn kia, vì vốn ông chẳng biết gì. Nghĩ tới nghĩ lui, đoàn Giang Cường bèn gọi điện tìm Diệp Tú Phân đòi bà chia một nửa doanh thu hàng năm, vì ông đã cùng đầu tư trước đó. Vậy nhưng, Diệp Tú Phân không đồng ý và chỉ chuyển đúng số tiền năm xưa đoàn Giang Cường đã đầu tư vào với lý do ông không giúp sức gì trong công việc kinh doanh này, nên không có tư cách nhận doanh thu hàng năm. Sau khi nhận lấy số tiền bà chuyển đến, đoàn Giang Cường không còn liên quan gì đến việc kinh doanh này. Đoàn Giang Cường lập tức phản đối và cho rằng Diệp Tú Phân đang cố nuốt trọn miếng mồi ngon béo bờ này. Ông ta tức giận yêu cầu Diệp Tú Phân phải chia một nửa cho mình và bà đã từ chối. Sau đấy, Diệp Tú Phân không những chặn số của Đoàn Giang Cường, còn nhiều lần gọi báo cảnh sát khi ông tới tìm mình, không thể gặp mặt hay nói chuyện với Diệp Tú Phân khiến nỗi hận trong lòng Đoàn Giang Cường càng nhiều hơn. Ông bắt buộc phải tìm ra cách đòi lại số tiền vốn dĩ thuộc về mình. Trong lúc bế tắc, Đoàn Giang Cường đã nghĩ tới Viên Diệu Phi. Lúc này, Viên Diệu Phi vừa từ Thâm Quyến về đang lên kế hoạch giải quyết diệp tú phân sạch sẽ thì đoàn giang cường bất ngờ tới tìm gặp mình ông ta trực tiếp kể lại việc mình và diệp tú phân đường ai nấy đi và cả việc bà ta cố ý chiếm chọn công việc làm ăn tốt của mình nhận ra cơ hội đã tới viên diệu phi hớn hở mong muốn được tiếp tục hẹn hò với đoàn giang cường khi ấy ông ta đã đồng ý và nghĩ rằng chỉ có bà mới là người phù hợp nhất với mình chỉ vài tiếng sau khi quay lại với đoàn giang cường viên diệu phi đã đề nghị ông ta cùng mình và hoàng tương vinh giải quyết diệp tú phân dù sao thêm người thì thêm sức đoàn giang cường định từ chối ngay bất chợt nghĩ tới mối hận diệp tú phân không chia tiền cho mình dã tâm nổi lên ông ta cùng nhập băng với viên rượu phi lên kế hoạch hãm hại bà ta theo như hồ sơ ghi lại thì vào tối ngày 21 tháng 6 năm 2007, Diệp Tú Phân được mời đến thẩm mỹ viện với lý do bàn về công việc. Tại đây, bà đã bị trúc thuộc mê và sau đó bị giết hại bởi hai người đàn ông dưới sự chỉ đạo của viên rượu phân. Thi thể của bà được giấu trong vali và bị vứt xuống một ống cống ở khu vực Stanley chi tiết quá trình Diệp Tú phân bị sát hại và cái kết cho hung thủ sẽ được tôi bật mí tiếp theo đây. Vào buổi chiều ngày 21 tháng 6 năm 2007, kế hoạch tàn nhẫn đã diễn ra. Nửa đêm ngày 21, Diệp Tú phân nhận được cuộc gọi từ số lạ. Người kia tự giới thiệu mình là bạn của một khách quen ở thẩm mỹ viện bà ta và được giới thiệu đến đây làm đẹp. Vì không có nhiều thời gian, nên vị khách kia yêu cầu Diệp Tú phân đến thẩm mỹ viện ngay lập tức để làm. Ban đầu Diệp Tú phân định từ chối vì hiện tại đã hơn 11 giờ khuya nhưng vì vị khách kia chọn gói làm đẹp đắt nhất bên bà ta với tổng chi phí là 200 triệu, Diệp Tú phân do dự chốc lát rồi đồng ý. Ngoài ra, người nọ yêu cầu bà đến một mình, Diệp Tú phân lúc ấy chỉ nghĩ có thể vị khách này là người có địa vị, nên không muốn để nhiều người nhìn thấy mình, nên đã đồng ý mà chẳng có chút đề phòng nào. Kết thúc cuộc gọi, Diệp Tú phân tức tốc đến thẩm mỹ viện, bật toàn bộ đèn, sẵn sàng đón khách lớn. Đợi hơn 30 phút, bà ta không đợi được ai mà chỉ nhìn thấy đoàn giang cường đang bước vào với nụ cười kỳ lạ, khiến người ta lo sợ diệp tú phân lấy hết can đàm hỏi rằng tại sao ông lại đến đây đoàn giang cường chỉ cười mà không đáp ông yêu cầu được vào phòng kín nào hơn để nói chuyện diệp tú phân phân vân rồi cũng nhận ra vị khách gọi mình đến đây là do đoàn giang cường thuê bà đóng cửa thẩm mỹ viện đưa đoàn giang cường vào phòng riêng mà chẳng hề hay biết rằng cuộc đời mình sắp như cánh cửa ấy đang dần đóng kín câu chuyện giữa hai người khởi đầu bằng những lời hỏi han xã giao đoàn giang cường liên tục nhắc về quãng thời gian hạnh phúc của cả hai khiến diệp tú phân vừa hoài niệm tiếc nuối vừa cảm thấy buồn bã bà nhìn đoàn giang cường chằm chằm suy nghĩ không biết có nên nói hay không vì quá chăm chú vào những gì đang xảy ra trước mặt mình mà bà đã không để ý đến sự xuất hiện của một người đàn ông lạ mặt bước vào phòng trong không gian tĩnh lặng của căn phòng diệp tú phân chậm rãi tuyên bố mình và đoàn giang cường đã đường ai nấy đi không cần phải gặp mặt nhau nữa đáp lại thái độ nghiêm túc của diệp tú phân là điệu cười chế giễu của đoàn giang cường đâm thùng sự nhẫn nại từ người đối diện đoàn giang cường không tiếp tục cười nữa ông nhìn diệp tú phân với ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn đương lúc bà chưa kịp nhận ra tình hình nguy hiểm trước mắt thì một cánh tay từ phía sau đưa ra bịt kín mũi miệng diệp tú phân bà sợ hãi vậy vùng chẳng mấy chốc bà đã cảm thấy đầu óc mình trở nên mơ hồ chóng váng và không thể kiểm soát nổi cơ thể mình nữa mọi thứ xung quanh dần trở nên mờ nhạt và bà chỉ còn nghe thấy tiếng nói trầm đục của đoàn giang cường và tiếng bước chân của những một người đang tiến tới gần diệp tú phân dần mất đi ý thức và khi bà hoàn toàn mê man hai người đàn ông kia bắt đầu hành động họ dùng băng keo quấn quanh cơ thể diệp tú phân khiến bà không thể cử động hay kêu cứu, cứu ngay cả khi có tỉnh lại sau đó cùng khiêng bà lên xe và rời khỏi thẩm mỹ viện cả ba tới nhà riêng của đoàn giang cường ở nơi đây đoàn giang cường lấy điện thoại của diệp tú phân soạn một tin nhắn và lên lịch gửi vào sáng ngày mai với nội dung sẽ chuyển toàn bộ doanh thu mỗi năm cho ông ta sau khi xong việc cũng là lúc diệp tú phân tỉnh dậy Nhìn căn phòng quen thuộc diệp tú phân ý thức được việc mình rơi vào bẫy của đoàn giang cường bà muốn cử động muốn kêu cứu, cứu nhưng không thể tay chân bị trói miệng bịt kín khiến bà chỉ có thể trơ mắt chờ đợi tử thần đến đón mình viên diệu phi đứng bên ngoài cửa lạnh lùng nhìn vào phòng ra lệnh cho hai người đàn ông hoàng tương vinh nôn nóng nhận được 50% số tiền còn lại hắn ta cầm chặt gối nằm bịt kín mặt diệp tú phân hành động diễn ra nhanh chóng và dứt khoát đoàn giang cường không biết nên làm gì tiếp theo ông ta đứng sững tại chỗ tận mắt nhìn diệp tú phân vẫy vùng trong tuyệt vọng trước khi cái chết thật sự đến với bà ta diệp tú phân dần cảm thấy khó thở ngực như bị ép chặt bà muốn cử động nhưng không thể toàn bộ cơ thể đã bị trói buộc trước khi mất đi ý thức bà đã nghĩ về cuộc đời mình bỗng nhận ra sai lầm lớn nhất là gặp gỡ đoàn giang cường dài như năm xưa không gặp ông có lẽ bây giờ bà vẫn sống tốt nhưng người ta luôn nói hối hận muộn màng cho dù diệp tú phân có làm thế nào đi nữa thì mọi chuyện đã không thể quay đầu một cuộc đời tươi đẹp một sinh mệnh đã bị cướp đi trong một căn phòng kín không ai biết đến sau khi giết hại diệp tú phân hai người đàn ông bắt đầu tiến hành kế hoạch che giấu thi thể theo chỉ đạo từ trước của viên diệu phi họ đưa thi thể của Diệp Tú phân vào một chiếc vali lớn, loại vali mà bà ta mang từ thâm quyến đến. Bởi vì không muốn để một người lành lặn vào vali, viên diệu phi yêu cầu chặt xác Diệp Tú phân rồi cho vào trong. Hai người đàn ông vâng lời, lập tức dùng dao phân thi thể thành nhiều phần nhỏ. Sau khi xong việc, họ đặt vali lên xe và di chuyển đến khu vực Stanley vào lúc 3 giờ sáng. Tại đây, hai người đàn ông tìm đến một cái công lớn nằm khuất sâu trong vùng ít người đi lại họ không chút chần trừ ném chiếc vali trước thi thể diệp tú phân xuống lòng công tối tăm với hy vọng rằng không ai sẽ phát hiện ra tung tích của bà đâu ai có thể ngờ rằng bên trong vali là những phần thi thể lạnh ngắt của diệp tú phân ông công tối tăm ấy giống như cuộc đời diệp tú phân bị chôn vùi một cách tàn nhẫn không ai biết rằng bà đã bị giết hại và giấu xác một cách tinh vi như vậy cho đến khi sự thật được phanh phui mặc dù kế hoạch của viên diệu phân và đồng bọn đã được thực hiện một cách hoàn hảo nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật sau khi thi thể phân hủy và bị phát hiện bởi một người phụ nữ, cảnh sát nhanh chóng vào cuộc điều tra. Bằng cách thu thập các chứng cứ từ thẩm mỹ viện và những người liên quan, họ đã lần ra dấu vết của viên Diệu phi và đồng bọn của mình. Ngày 2 tháng 7 năm 2007, viên Diệu phi và Hoàng Tương Vinh bị bắt khi đang trên đường trốn chạy. Họ nhanh chóng được đưa về đồn là lấy lời khai. Hoàng Tương Vinh nhanh chóng nhận tội, hắn chỉ là kẻ được thuê để hại Diệp Tú Phân, về cơ bản không hề quen biết bà ta. Viên Diệu Phi, một kẻ thù ngầm của Diệp Tú Phân đã từng là bạn thân nhiều năm của diệp tú phân chỉ vì vài hiểu lầm trong quá khứ và mâu thuẫn trong tình yêu mà nhẫn tâm âm mưu loại bỏ bạn mình mặc dù viên diệu phi không trực tiếp ra tay bắt cóc hay sát hại nạn nhân nhưng mọi kế hoạch đều được bà ta chuẩn bị từ trước kẻ chủ mưu trong vụ này dù cảnh sát đã bắt giữ viên diệu phi và hoàng tương vinh nhưng đoàn giang cường đã trốn thoát và đến nay vẫn đang bị truy nã bốn tháng sau khi điều tra viên diệu phi và hoàng tương vinh được đưa ra xét xử viên diệu phân và hoàng tương vinh bị buộc tội giết người và che giấu thi thể cả hai đều bị kết án tù trung thân kết cục bi thảm của diệp tú phân không chỉ làm rúng động cộng đồng mà còn là bài học về lòng tham và sự tàn nhẫn của con người viên diệu phi đã phải trả giá cho những hành động sai lầm và đố kỵ của mình nhưng cái chết của diệp tú phân vẫn để lại nỗi đau không thể nguôi ngoai trong lòng gia đình và những người thân yêu của bà kẻ tạo ra cạm bẫy ngọt ngào đời cuộc đời diệp tú phân vào cái kết bi kịch đoàn giang cường ông ta sẽ mãi mãi sống trong nỗi lo một ngày bị phát hiện nỗi ân hận và ám ảnh sẽ đeo bám cuộc đời tên sát nhân máu lạnh dù không chịu hình phạt công lý nhưng tòa án lương tâm đã tuyên phạt ông ta mức án cao nhất giày vò ông ta đến khi chút hơi thở cuối cùng